Phong ơi, anh vừa đặt trà bí đao hạt chia rồi đấy. Bây giờ thế này nhá, có cái trò chơi này, anh em mình chơi phi tiêu đi. Đấy, ai nhiều điểm hơn thì người đấy không phải trả tiền, còn ai ít điểm thì người đấy phải trả tiền để mời cả ba người ở quán, ok không? Anh ấy như thằng này sợ ấy. Bây giờ ấy. Ba cái chó vặt. Chơi gì? Phong, Chơi. Phong chưa gì nó gãy rồi rồi. Ok, đây cho em phi Ba cái luôn. chó vặt. Này, ba Chơi. tiêu cộng điểm vào nhá. Chơi kiểu nào không chơi được. Đấy, ngồi ngồi im tại ghế này. Em thích Rồi với thì ui. với, em thích kè thì kè. Ba điểm này. Mấy rồi? 10 điểm này. Rồi, 17 ok, đi ra để điểm. xem nào. Đây. Đây, bây giờ ra thì quay hơi xa không nhìn rõ. Đây, Phong đi vào đây. Rồi. Hai cái 7 điểm mà. Đây, 13, 17 7 nhá, điểm. từ từ. 7 điểm nhá. 7 điểm tiếp là 14 điểm. Với cái này 3 điểm là 17 điểm. Rồi. Ý, Phong Ui. ơi, thế thì em thua làm gì? Tôi đảm bảo các bạn sáng mắt cận nhìn xa không nhìn được toàn vậy, toàn vứt ra ngoài. 3 tiêu mà em Rồi. phi không cả được 20 điểm thì làm sao mà thắng được anh? Không phải tôi không muốn thắng, căn bản là tôi chấp người mắt cận, tôi thả phi tiêu. Đấy, số 3 điểm thôi. Mình Rồi, chấp. này, đây Phong vào quay cho anh, nhìn anh phi này. Thật sự các bạn sáng kém lắm. Phong tồi tệ thế, phi hẳn 3 tiêu mà được 17 điểm. Thế này thì làm sao mà thắng được tôi? À, Phong nhìn anh ngồi hẳn xa luôn à, anh chấp đây, Phong ngồi lùi lại. Lùi lại đây em. Đấy, anh chấp em, anh ngồi xa hơn nhá. Tôi làm anh thì tôi phải nhường Phong, chấp Phong ngồi xa hơn cái tiêu nhá. Ôi mình phi tay trái, phi tay lào thuận hơn nhỉ. Cái này được, lần này nhà thua. À, cắm bình nước này. Phi tay phải không thuận, phi tay trái mới thuận. Đây, phi như này. À, để quay ngược lại. Ngồi, tức là tôi ngồi ngược lại thì khi mà Phong quay thì các bạn nhìn nó sẽ dễ hơn. Đấy, ok chưa? Mấy điểm đấy? Anh thấy là Sáu. nhiều điểm hơn em rồi đó. Sáu. Mấy rồi? Sáu. 2 lần 6 rồi. 6, 6, 12. Rồi. Thôi. Thế này là mình phải được 6 điểm nữa thì mới bằng Phong được các bạn ạ. À đâu, cái tiền hình như là 5 cái nào ấy. Sáu. Tôi cận nhá, tôi không nhìn thấy tiêu nó ở mấy điểm nhá. Phong bảo 6 điểm thì tôi biết là 6 điểm rồi. 10 điểm. Let's go, let's go, let's go. Các bạn ơi. Rồi, thua. Bằng điểm. Đúng Rồi, bằng điểm. không? Đây nhá, đây quay Rồi. lần nào, đây. 6 điểm nhá. 6 điểm nữa là 12 điểm nhá. Cái này là 5 điểm thôi này. Phong bảo 6 nhưng thực ra là nó chỉ 5 điểm thôi. Tức là tổng là 17 điểm. Hòa. Thế anh em mình lại phi lại hả? Rồi. Rồi ok, bây giờ tôi với Phong lại thi phi lại nhá. Có mỗi cái món trà bí đao hạt chia thôi mà phi hai lần không được. Này Phong phi lại đi nha. Phi thế em không thuận tay kiểu gì em xịt. Xịt được. Ok rồi, lượt thứ hai của Phong nhá. Sáu rồi. Úi Ui giời. Úi giời. mười bảy vẫn thế. Vẫn 17 điểm à? Mười bảy. Thôi đi, giờ ra xem kết quả chính xác. Tại vì quay xa mà tôi nhìn cũng không rõ nữa cho nên là lúc nào cũng phải xem kết quả chính Đây đúng xác. mười bảy rồi. Đâu? À ừ, đây 4 này. 6 là 10, 7, 17 điểm. Lượt thứ hai của Phong vẫn là 17 điểm. Lượt này kiểu gì anh cũng hơn em thật. Ui, sáng nhiều xu không có tuổi. Các bạn nhìn tôi nhá, vừa nãy thì tôi thả Phong thôi. Nhưng làm sao mà phi Phong 17 điểm mà tôi cũng phi được 17 điểm. Bởi vì là tôi cố tình phi 17 điểm ấy. Bây giờ thì tôi sẽ phi chuẩn nhá. 3 quả vào sát 10 điểm luôn. Sáu. Rồi. Mấy đấy? Năm. 5 rồi. 5 với 6 là 11. 11. Hoài phát này phải 6 điểm trở lên. Thôi không sao, phát này tôi hẳn 7 điểm này. Dê, tôi nhìn sơ qua thôi là tôi đã biết hơn điểm Phong rồi. Các bạn theo tôi. Rồi, 19 điểm. Em nào. Đây. 5 điểm này. 5 điểm, 6 điểm nhá. Ở điểm đen luôn, 6 điểm. 8 là 19 điểm. Phong ơi, em gãy đi, gãy hộ anh cái, vừa lấy gãy khét lắm mà. Bạn ơi, thì tôi thấy tôi thương sáng ấy, anh sáng bây giờ nghèo rồi, vì tôi đại gia mà. Vì tôi có nhiều tiền nên tôi thả thôi. Nhưng chứ sáng không bao giờ có tuổi tôi, thật. Ui sợ em ơi, em thả kệ em, anh có trà bí đao hạt chia anh uống là ngon rồi.
thời tiết ở miền Bắc nắng nóng như này mà có trà bí đao hạt chia uống thì mát rượi em ạ. Thôi chuẩn bị xe tiền nhá để trả nhá. Đấy, trà bí đao hạt chia về rồi đây. Hà biết cái này ai trả tiền không em? Anh Phong ạ. Ờ, nhưng mà biết công sức của ai không? Công sức anh Sáng. Ờ, sao em biết? Em nghe thằng Sáng ở trên nhà thì em thấy hình như anh Phong thua đúng không anh? Ờ, anh Phong thua, anh Phong phải trả tiền cái chỗ này. Vừa xuống đưa tiền cho em à? Vâng. Cả Lào thấy em cầm tiền sẵn rồi. Anh Phong có vẻ uy tín đấy các bạn ạ. Đây nhá. Trời lắng lóng như này mà có cốc trà bí đao hạt chia, nhưng mà các bạn ơi, dâm mát rồi. Mát rồi vẫn uống được em ạ. Các bạn muốn mua cái gì thì đến PSD Sport nhá, mua hàng nhá các bạn nhá. Vạt cầu lông thì siêu nhiều luôn, đủ các thể loại, đủ các mẫu mã luôn nhá các bạn ơi. Tất cả các màu có hết, các bạn thích 7 sắc cầu vồng cũng có luôn. Vạt 7 sắc cầu vồng, bạn nào thích mua vạt 7 sắc cầu vồng đến PSD Sport nhá. Giờ thì ô thế cảm ơn chưa em? Em cảm ơn anh Phong ạ. Ố, nhưng mà công sức của anh mà. Nhưng mà anh Phong bỏ tiền mà. Ờ, ok, cạ em vậy, em cảm ơn anh Phong, cạ em thôi. Em cảm ơn anh Phong ạ. Anh cầm lên cho anh Phong này. Đây, ống hút đây. Ok, bây giờ anh cầm kiểu gì? Đây, anh cầm này, đi tự thăng bằng được. Rớt làm nào? Rớt vỡ là em sẽ phải bỏ tiền cho mua nhá. À mà em được uống free sao em không cầm lên cho mọi người nhỉ? Này, đấy, được uống free mà không biết cầm lên cho mọi người, tài thật. Em cảm ơn anh Phong. Nên cảm ơn anh Phong đàng hoàng nhá. Công lao của anh Phong đấy. Anh Phong bỏ ra cho em uống đấy. Em phải nói như nào để anh Phong vui, hiểu không? Cái đứa được uống chùa cười vui nhỉ. À thôi bây giờ tới lượt em thi đấu đi. Giờ em vào thi đấu với anh. Thua thì mai mua uống. Mình chọn khác rồi. Chọn khác, thế chọn cái gì? Em không biết. Đấy, ui. Anh Phong rất chịu hào phóng nhá. Kể anh Phong hào phóng thế, thế em thích thi đấu cái gì à? Thua thì anh Phong trả, anh Phong bảo thế thôi. Thế mai thi đấu nhá. À em bảo các bạn ấy, bảo các bạn xem có cái trò gì comment đi. Các bạn ơi, trò gì comment rồi nhá. Để mình cũng biết chứ mình chẳng nghĩ ra cái trò gì. Để mình thi đấu với anh Sáng. Thôi uống đi em. À cái này là của anh với anh Phong mà, thôi đi xuống trong quán đi. Chạy lên đây làm gì? Chà bí đao hạt chia Phong ơi. Trời này uống cái này thì quá mát rồi. Thế thua anh thì có tâm phục không? Không tâm phục vào nhà điều kiện của mấy cái đồng bạc lẻ bỏ. Rồi ok. Thôi kệ. Phong có nhiều tiền rồi các bạn. Tôi giờ tôi phá sản rồi, tôi hết tiền rồi. Nghèo rồi, cho nên là phải muốn uống cái gì là phải kiếm những cái trò chơi như này để quay. Kiếm những cái trò chơi thế này để chơi thì mới thắng được Phong, mới có những cái này uống được các bạn ạ. Mời các bạn uống nhá. À, ui dồi, mát lạnh luôn. Ngon. Thôi kết thúc clip nha các bạn nhá. Like a Hellcat.